Hồi nãy anh quỳ xuống như vậy, cái việc viện đầu gối em, cái việc chụp hình, em thấy viện đầu gối chụp hình em sợ xấu, em bỏ cái đầu gối em xuống, không biết cái quý vị giơ giơ cái tay lên này là cái hình kỳ lắm, nó là phản xuống kỳ lắm, ngay chỗ ấy kỳ lắm, bỏ tay xuống kỳ lắm hơn, đã thế này nó đẹp hơn, bỏ tay xuống kỳ. Đừng nha, rách nha. Là thưa, 10 năm về trước, cái thời mà quần ống nó rộng rộng, là em mặc em tha hồ leo trẻ, em chạy tới chạy lui, em chạy tới chạy lui, không có vấn đề. Dạ sao sau này, 10 năm về sau này, cái quần ống bó nó trở lại. Em mặc quần ống rộng, người ta nói em nhà quê. Em mới mặc quần ống bó, em chạy lên chạy xuống, em tám, anh rách mất 18 cái quần rồi. Trong mấy năm em rách 18 cái quần, em rách trong khi em có thế được, em rách bên ngoài này thì không tốt. Thầy kỳ quá. Thành ra xin đừng bắt em đứng lên đứng xuống, quần nó đã rộng ra, nó đã chặt sẵn rồi. Cái quần này là một tháng trước là nó dài, nó vừa, nó đẹp lắm cơ. Em hát Âu Châu có 3 ngày mà xong nó ngắn lên tới mắt cá chân. Em hát thêm vài show nó chắc nó lên tới đầu gối. Em hiểu gì dày đẹp ạ? Cởi quần rồi anh cởi trước đây là cởi sau. Không phải chúng ta cởi với nhau như không phải. Cái gì quên rồi, cái gì quen quen, cái gì nãy I love you nói cho em quên rồi. Đi vào đi giàu thích bên học được em quên, em quên rồi, thôi khó quá. Năm sau và cái quý vị đón xin lời quý vị trở lại thập niên 90 một lần nữa, thời của cái phong trào của một cái dòng nhạc nó bên Hồng Kông nó tràn qua, nhạc phim bộ nó tràn qua, thời đó gọi là nhạc Hồng Kông top hits. Xin mời quý vị thưởng thức lại một nhạc phẩm mà đó đã được chuẩn bị trên chương trình Paris by Night Show. Em mà biết được em chết liền. Dạ thưa, nhạc phẩm tình nhạc vai tức là Caravan of Life. Từ từ em xuống từ.